Trên cái hình này thì cô có show được một số cái sản phẩm đó, những cái sản phẩm của cô đã test là gì, nhưng mà cô đó đều đã làm mờ hết. Trên Instagram, kết quả thử nghiệm trên da người cho thấy kem chống nắng Purito có SPF là 28.4, thấp hơn so với hãng claim là 84.5. Và cô có gửi kem chống nắng. Hi, welcome back, mình cầm 188 và đây là YouTube channel của mình, 188 channel. Hi, cho bạn nào chưa biết mình thì mình tên là Bu, mình làm video về beauty và đời sống. Và đồng thời mình đang là admin của group đầu tư mỹ phẩm với hơn 300.000 thành viên. Và đây là một group cực kỳ chất vì những nội dung cực kỳ chuyên sâu về mỹ phẩm, giúp cho các bạn có thể tìm thấy các loại mỹ phẩm phù hợp hơn với những làn da nhạy cảm và đồng đảnh của mình. Nên hãy ghé qua nhé. Ok, thì để trước khi bắt đầu video hôm nay thì mình muốn tổng kết cho các bạn một số cái thông tin mà thật sự là nóng bỏng và thật sự rất là hot vào những cái ngày qua. Và một cái scandal nổ ra là liệu các loại kem chống nắng Hàn Quốc có đảm bảo được cái độ SPF đúng như là hãng đã claim hay không. Thì sau scandal kem chống nắng Purito thì trên kênh Instagram có tên là In Suk An, cô này là giám đốc của Viện Khoa học Da Hàn Quốc, vào ngày 8 tháng 12 có báo rằng cô đang đánh giá lại kết quả của kem chống nắng Purito sau một tuần. Và vào ngày 17 tháng 12 thì cô đăng trên Instagram kết quả thử nghiệm trên da người cho thấy kem chống nắng Purito có SPF là 28.4, thấp hơn so với hãng claim là 84.5. Và cô có gửi kem chống nắng này sang lab ở Ba Lan. Thì sau khi tìm hiểu thì cô biết được rằng loại máy mà bên Ba Lan sử dụng là máy thề cũ để dừng sản xuất 10 năm trước nên có sai số khác nhau. Còn loại máy mới của cô là loại máy mới nhất, có giá khoảng 2.80 tỷ nên kết quả cho ra sẽ đúng hơn. Chuyển sang các loại kem chống nắng khác thì cô đã tiến hành test 10 loại kem chống nắng ở Hàn Quốc. 10 loại này sẽ là 10 loại của top được các YouTube và được người tiêu dùng ở Hàn Quốc mua nhiều nhất. Và tất cả các loại này đều là loại kết cấu dạng kem dưỡng lỏng, lotion, trên bao bì đều ghi là SPF 50. Và kết quả thực tế là khó có thể đạt được SPF 50 ở dạng lotion. Thông thường SPF 50 phải là ở dạng kem hoặc đặc hơn, hoặc nếu muốn ở dạng lotion mà SPF 50 thì phải có kết hợp công nghệ. Sau đó cô đã chọn ra các sản phẩm mà cô nghĩ là không đạt được cam kết SPF trên nhãn hiện. Đầu tiên cô test trong môi trường phòng lab, xác định là hầu hết các loại đều đạt con số thấp hơn, và một số loại thì chỉ đạt được SPF là 39. Sau đó cô chọn các loại sản phẩm không đạt chuẩn và test trong phòng lab để test tiếp tục trên da người, và các sản phẩm đều có SPF thấp hơn 30. Trên cái hình này thì cô có show được một số các sản phẩm đó, những cái sản phẩm mà cô đã test là gì, nhưng mà cô đó đều đã làm mờ hết. Và tiếp tục thảo luận về case của Purito thì cô có nói thêm là một số lab được đồn ở trong ngành là sẽ cho con số gian dối, và một trong số các lab đó là thực hiện việc test cho Purito. Cô cho rằng có thể brand Purito không biết vấn đề này, nhưng nhà sản xuất và công tố viên có thể đã biết. Và sau khi bực phanh phui ra thì một số lab nước ngoài cũng từng phát hiện cho kết quả gian dối, ví dụ như lab Amalab của Mỹ. Cô cho rằng chúng ta nên kiểm tra lab đã cho ra kết quả test sai này, và cô nói là brand chưa chắc đã biết vấn đề này nhưng họ sẽ cũng có trách nhiệm cho vấn đề này. Khi mà mình sản xuất cái clip này thì có một vấn đề khá là bất ngờ, đó là cái post mà cô đã đăng trên Instagram của cô thì cô đã xóa mất. Thì mình có một cái nghi vấn, thực sự là mình không có biết là có công ty nào đó đã nhúng vào cái vấn đề này hay không thì mình chưa có biết. Nhưng mà tổng hợp lại thì chúng ta sẽ cần phải chờ thêm những tiếng nói của cô nữa. Nhưng trên tinh thần cô là viện trưởng viện da của Hàn Quốc thì chúng ta cũng nên lắng nghe ý kiến của cô. This is so humiliating. Tóm tắt lại cái scandal này của kem chống nắng Hàn Quốc thì mình sẽ đưa cho bạn cái ý kiến của mình là tại sao các loại kem chống nắng Hàn Quốc lại có thể ăn gian được cái SPF như vậy. Và bên cạnh đó là sự khác biệt giữa các loại kem chống nắng Hàn Quốc, kem chống nắng của Úc, kem chống nắng của Âu Mỹ thì nó sẽ như thế nào, thì các bạn hãy xem hết video nhé. Ok, trước khi mà mình chia sẻ với các bạn về cái luật kem chống nắng khác nhau của các khu vực thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái thông tin như thế này. Đó là da của con người chúng ta sẽ có một cái độ SPF tự nhiên, và thông thường nó sẽ là khoảng từ 2 cho tới 4, tùy thuộc vào cái màu sắc của làn da của các bạn. Đối với những người da màu có làn da sẫm màu hơn có thể đạt được cái SPF 13. Điều đó không có nghĩa là những người da màu này sẽ không bị kiểu ung thư da, người ta vẫn sẽ bị ung thư da bình thường thôi. Vậy thì một cái kết luận của mình rút ra từ những cái nghiên cứu này đó là những cái đất nước nào mà người da trắng sinh sống chủ yếu và càng về khu vực xích đạo thì những cái luật về kem chống nắng của các quốc gia này sẽ càng phải gắt gao. Và Úc là một minh chứng cho cái việc này. Hầu như người sinh sống ở Úc hầu như đều là người da trắng hết, và lục địa Úc sẽ là cực kỳ gần với xích đạo luôn. Và tác hại của tia UV ở cái quốc gia này cực kỳ nhiều, nhiệt độ có thể lên tới hơn 50 độ C khi vào mùa hè lận. Thì một điều bắt buộc là cái luật của kem chống nắng của nước Úc nó phải cực kỳ gắt gao.
kem chống nắng Hàn Quốc Kake được chỉ số SPF. Ok, thì một số cái nghiên cứu đã chỉ ra rằng nếu như các bạn bỏ chiết xuất trà xanh hoặc là một số các chiết xuất chống oxy hóa khác vào trong cái sản phẩm kem chống nắng thì nó có thể làm thay đổi cái SPF trong sản phẩm. Nhưng mà điều này không có nghĩa là khi bạn bỏ các chiết xuất chống oxy hóa vào thì cái sản phẩm đó nó sẽ mạnh hơn là các loại kem chống nắng chứa các filter chống nắng thuần. Tại vì về cơ bản thì những cái filter chống nắng này về lâu về dài nó sẽ bị hạn chế thoái biến hơn so với cái chất chống oxy hóa. Ví dụ vitamin C vẫn là một chất chống oxy hóa và nó bị oxy hóa cực kỳ nhanh và mạnh. Không thể nào chúng ta bỏ vitamin C vào kem chống nắng và sau đó chúng ta kêu là kem chống nắng của tôi có vitamin C nó sẽ bảo vệ tốt hơn các loại kem chống nắng thuần filter khác, đúng không? Đó là một trong những cái cách ăn gian mà kem chống nắng Hàn đang thực hiện. Rồi, đối với đạo luật kem chống nắng ở Mỹ thì so với châu Âu và một số quốc gia khác, kem chống nắng ở Mỹ được coi là mỹ phẩm chứ không phải là thuốc và tuân theo các yêu cầu khác nhau. Thì bất kỳ loại kem chống nắng nào được bán ở Hoa Kỳ đều được coi là thuốc vì nó có công bố là thuốc giúp ngăn ngừa cháy nắng hoặc giảm nguy cơ ung thư da và lão hóa da sớm do ánh nắng mặt trời. Và thêm vào đó, theo cô Lab Mutin là FDA sẽ đòi các thông tin về độ an toàn, mà thông tin này thường là test trên động vật, mà thực hiện tại test trên động vật thì đang bị ngưng, không có thông tin để nộp để được duyệt cho tới khi nào để phát triển kỹ thuật test mới hơn. Nhưng mà thật sự là cái cục quản lý dược phẩm và mỹ phẩm FDA ở Mỹ hiện giờ đang là một trong những cái cục mà phải gọi là quyền lực nhất. Tại vì khi mà FDA đã approve rồi thì các bạn có thể công nhận nó là một cái sản phẩm an toàn và một sản phẩm tốt cho làn da. Và để gọi là một trong những cái loại mà signature cho kem chống nắng Mỹ thì mình phải nhắc tới LTMD. Tại vì LTMD là một cái nhà mà chuyên sản xuất kem chống nắng không. Và so với các line của nhà này thì thật sự là nhà này chỉ có đúng một sản phẩm kem dưỡng thôi, và sản phẩm kem dưỡng đó cực kỳ tốt. Và nếu như mà mình nhớ không lầm thì LTMD sẽ có khoảng 7 dòng kem chống nắng cho mặt, và cho tính luôn cả body nữa sẽ là khoảng 15 dòng. Và thật sự đây là con số mà mình nhớ được thôi, tại vì quá là nhiều hãng và quá là nhiều dòng mình không thể nhớ hết. Nhưng mà một đặc trưng của các loại kem chống nắng Mỹ thì hầu như nó sẽ chứa các loại filter mà đã được FDA approve, có nghĩa là không phải là các filter thế hệ mới như Tanosoft S hoặc là Uvinity 150, các bạn sẽ không thể tìm thấy các loại đó mà được FDA approved đâu. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là các loại kem chống nắng của các hãng này sẽ không có tốt. Thực sự LTMD là một cái hãng sản xuất kem chống nắng cực kỳ tốt. Ví dụ như cái loại trên tay mình đây là UV Pure Broad Spectrum SPF 47, thì loại này sẽ chứa zinc oxide 10% và titanium dioxide 5,5%. Đây là một loại kem chống nắng thuần vật lý nha, và đây là một cái loại sinh ra dành cho dân thể thao luôn, và bạn hoàn toàn có thể rất là yên tâm khi sử dụng các loại kem chống nắng này. Tiếp theo về đạo luật kem chống nắng ở khối EU thì các công thức kem chống nắng trên thị trường ở Hoa Kỳ ngày nay tương đối không thay đổi so với những năm trước. Và AWG ước tính rằng do khả năng lọc tia UVA không đầy đủ, khoảng 2/3 số kem chống nắng dành cho bãi biển và thể thao mà chúng tôi đánh giá năm nay là quá yếu đuối. Ở thị trường châu Âu, các thử nghiệm trong phòng thí nghiệm đối với 20 loại kem chống nắng phổ biến ở Hoa Kỳ đã xác nhận những phát hiện này. Chỉ có 11 trong số 20 loại vượt qua bài kiểm tra tia UVA ở châu Âu. Và cho đến tháng 2 năm 2019, FDA đã công bố một bản thảo cuối cùng chuyên khảo về kem chống nắng. Trong đó, cơ quan này đề xuất tăng cường tiêu chuẩn chống tia UVA nhưng không bao giờ được thực hiện vì áp lực ngành khá là nhiều. Thì cho các bạn biết, thì nếu như thông tin mà mình tìm được thì các loại kem chống nắng của châu Âu hiện nay sẽ yêu cầu gắt gao hơn là các loại kem chống nắng từ Mỹ. Bên cạnh đó thì do cái luật về kem chống nắng ở nước này kiểu cởi mở hơn và thoáng hơn nên các bộ lọc filter thế hệ mới đã được approve, và những cái bộ lọc filter này thì nó sẽ mạnh mẽ hơn và nó bền hơn. Ví dụ như Tanosoft S hoặc là Uvinity 150, đây là những cái filter thế hệ mới mà nó sẽ khá là bền vững. Ok, để em lấy một ví dụ thì hiện nay trên tay mình đang cầm các loại kem chống nắng của Garnier. Thì cho các bạn biết thì Garnier cũng là một cái hãng rất là lớn ở khối châu Âu và có thể sánh ngang với Nivea hoặc là L'Oreal luôn. Và hàng drugstore ở khu châu Âu nổi tiếng phải gọi là bậc nhất á thì sẽ là Garnier. Và một cái dòng khác để gọi là high end hơn một chút xíu thì chúng ta sẽ có Ultrasun, và cái loại này hôm nay mình quên cầm đi nên ok mình sẽ nói thôi. Ở cái tiếp dạng kem này thì trong cái màng lọc thì mình có thể thấy được đó là Uvinil T150. Đây là một cái filter thế hệ mới chống được UVB khá là tốt, Tanosoft S. Và thực sự là tổng số filter ở trong cái kem chống nắng dạng kem này là 6 filter, bên cạnh đó là chứa vitamin E và các chất chống oxy hóa để giúp cho cái khả năng chống oxy hóa được bền vững hơn. Thì như các bạn đã thấy đó, thì do cái đạo luật của kem chống nắng của châu Âu á nó gắt gao hơn nhưng mà nó lại thoáng hơn. Đó là lý do mà hầu như các loại kem chống nắng của khu châu Âu theo đánh giá của mình nha là nó sẽ được đánh giá là mạnh hơn các loại kem chống nắng của khối châu Mỹ. Ví dụ như hai cái loại này mình đang cầm ở trên tay hoặc là cái loại Ultrasun mà mình sẽ để cái hình ở đây cho các bạn, thì mình ở trong một cái clip là 5 loại kem chống nắng đỉnh nhất mà mình đã xài. Thì từ rất lâu rồi Ultrasun là một trong những cái hãng chuyên sản xuất về kem chống nắng mà mình cực kỳ thích. Thì các bạn nếu như các bạn muốn thì các bạn có thể đầu tư những cái loại kem chống nắng như thế này.
này. Ok, và tiếp theo là về cái đạo luật kem chống nắng ở Úc. Thì mình phải gọi là thị trường Úc là một trong các thị trường mà nó khó tính và nó gắt gao nhất đối với kem chống nắng, tại vì về đặc trưng cơ bản dân của Úc là dân da trắng và lục địa Úc sống rất gần với xích đạo, và đây là nguyên nhân mà hầu như nước Úc chịu tác hại của tia UVB và UVA khá là nhiều, nên cái luật kem chống nắng của nước này cũng cực kỳ gắt gao, và mình có thể nói là gắt gao hơn hẳn cả khu châu Âu luôn. Ví dụ như một cái loại kem chống nắng của khu châu Âu khi được đánh là waterproof lên trên cái nhãn chai, có nghĩa là có khả năng chống nước đó, thì ok, nó có khả năng chống nước nhưng mà cái độ SPF của nó có thể mất đi tới 50% sau khi bạn xuống nước, nhưng vẫn sẽ được approve nha. Nhưng nếu như một loại kem chống nắng của Úc mà được đánh giá là waterproof thì nó không được mất đi, phải vẫn được duy trì cái SPF ở trên nhãn, có nghĩa là khi mà đã claim là SPF 50 và chống được nước thì khi xuống nước vẫn phải giữ được SPF 50 luôn, không được mất đi một miếng nào hết. Và hầu như là Úc sẽ không approve cho cái việc mà SPF cao hơn 50, cao nhất sẽ là 50+. Và hầu như cái sản phẩm của kem chống nắng nước Úc, nếu như các bạn để ý thì các bạn sẽ thấy là luôn luôn có dấu cộng phía sau, có nghĩa là thà hơn chứ không bao giờ là thiếu, thì các bạn hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng các loại kem chống nắng của nước Úc. Và một trong các ví dụ mà mình thật sự mình rất hay dùng đây là Hamilton, thì cái loại Hamilton này thực sự là các bạn hoàn toàn có thể tìm thấy ở thị trường Việt Nam, tại vì đối với mình á là giá của em Hamilton này rất là rẻ, và cái filter trong này ví dụ như Uvinulti 150 là một cái filter thế hệ mới và nó khá là tốt. Bên cạnh đó thì ở trong em này á nó còn có chứa chiết xuất nha đam để làm kem da, làm dịu làn da và cấp ẩm cho làn da nữa, và kem chống nắng này không gây bóng mặt hoặc ít gây bóng mặt cho các bạn nào khó tính nha. Bên cạnh đó thì một cái sản phẩm cao cấp hơn, đây là Elusen, đây là một loại mình phải gọi là đây là kem dưỡng ban ngày có chống nắng, và chống nắng trong em này thật sự cực kỳ tốt. Tất cả các filter chống nắng thế hệ mới, mình phải gọi là tất cả các filter chống nắng thế hệ mới đều có ở trong em này, kể cả vật lý hay hóa học luôn. Bên cạnh đó, ở trong em này còn có chứa 4% EHA nữa. Như một số thông tin mà mình đã nói cho các bạn, thực sự cái việc dùng axit ban ngày là được, không sao hết. Nhưng mà EHA sử dụng buổi sáng thì cái hãng đó phải cực kỳ tự tin với công nghệ của hãng luôn. Tại vì EHA nó sẽ làm cho da của chúng ta sẽ nhạy cảm hơn với ánh sáng, đặc biệt là glycolic acid. Thì ở trong sản phẩm này chứa 2% lactic acid và 2% glycolic acid. Bên cạnh đó thì trong em này còn có chứa niacinamide và vitamin E nữa. Thứ ở trong này đều đã được chính phủ Úc approve hết rồi, nên các bạn mới có thể thấy sản phẩm này xuất hiện trên thị trường. Vậy một kết luận của mình là nếu như các bạn mua các loại kem chống nắng trên thị trường thì các bạn có thể tham khảo thêm các loại kem chống nắng của khu Âu Mỹ hoặc đặc biệt là khu Úc để các bạn có thể chọn được các loại kem chống nắng mà tốt nhất cho làn da của các bạn. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là các loại kem chống nắng từ Hàn Quốc không tốt. Như mình đã nói từ đầu rồi, kể cả phòng lab ở Mỹ vẫn có sự gian dối và sai sót. Thực sự là chúng ta vẫn cần thêm thời gian để cho các hãng hoặc những người có thẩm quyền trả lời về cái vấn đề này cho kem chống nắng Hàn Quốc. Ok, vậy là nội dung của video hôm nay đến đây là hết rồi. Nếu như mọi người yêu thích content của mình, hãy cho mình một like và một subscribe cho channel của mình. Đồng thời follow mình qua social media, Facebook và Instagram. Hẹn gặp lại mọi người trong các video sau.